Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy cắt vải đa hoàng của thương hiệu Tima nha. Mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Máy có trọng lượng khoảng 20 kg một set nha, bao gồm một thanh ray. Thanh ray của máy dài 26 các bạn. Thanh ray phía sau 26. Đó, đây là nguyên một set máy luôn. Mình sẽ lấy từng bộ phận của máy cho các bạn xem. Ở đây là thanh để cây để vải. Ở đây là hai khối để cố định thanh ray. Và đây là cái đầu máy cắt. Đó, đây là tất cả cái phần của máy. Mình cũng xin nói sơ cho các bạn biết là cái thanh ray đối với dòng Tima này, thanh ray của nó là 26 nha các bạn. 26 đốt có nghĩa là ta sẽ chuẩn bị bàn, cái khổ vải của mình là rộng nhất là khoảng 2,4 m là rộng nhất. Tại vì 26 là ta phải trừ hao nữa. Cái khổ vải của mình cao nhất là 2,4 m bàn của mình đó. Nếu mà làm bàn thì các bạn xài sử dụng cái dòng Tima này, các bạn phải làm cái bàn là 2 m, độ chiều rộng của nó là 2,4 m về xuống nha. Nếu rộng hơn nữa thì rất là khó nha. Còn mình sẽ, tại vì ở đây mình không có cái bàn sẵn nên mình cũng rất là khó để nói cho các bạn, cũng không thể lắp ráp được để cho các bạn xem, nhưng mà sẽ có một số ảnh thực tế ở phía trên các bạn xem, kéo lên xem ảnh thực tế phía trên nha. Ở đây là cái mình sẽ hướng dẫn cái một số nút chức năng ở trên cái máy Tima này. Ở đây là cái nút nguồn của nó, thì các bạn gắm điện, điện thì thường thường dây điện ta sẽ treo lên phía trên nha, tại vì treo lên phía trên thì nó sẽ dễ hơn, và trong quá trình mình cắt á, nó không có bị dây điện, nó không có bị que, không bị cái lưỡi cắt nó cán vào nha, gây chập điện, thì ta sẽ móc lên phía trên thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây cái đầu máy của nó là một số chức năng chính. Đây là cục đá mài của nó. Khi khởi động máy thì ta bấm nút này, các bạn nhấn một cái đó, nó sẽ mở nguồn. Còn khi muốn tắt nguồn á, thì các bạn sẽ đè cái nút này đó, đè cho tới khi cái bảng điện nó tắt. Tiếp theo là đó, mở nguồn. Còn các bạn muốn nó chạy liên tục luôn thì ta sẽ đè cái nút, chỉ nhấn một cái liên tục luôn, mà nó sẽ không ngắt, không tự ngắt nha, các bạn phải nhấn, nhấn thêm một cái nữa nó mới tự ngắt. Còn để điều chỉnh số giây, chẳng hạn như thường thường cái khổ vải của mình khoảng 1,6 m thì mình tốc độ làm việc của nhân viên nhanh á, thì ta sẽ điều chỉnh số giây. Ở đây mình điều chỉnh số giây thì các bạn sẽ ấn cái nút đó, các bạn sẽ ấn cái nút reset bên cạnh này, nó sẽ hiện lên chữ B3, tức là số giây đó, có nghĩa là cao nhất là 9 giây đó. Thường ta sẽ điều chỉnh tốc độ khoảng 2 tới 3 giây, tôi nghĩ mình sẽ điều chỉnh 3 giây đó. Xong rồi các bạn ấn lại nút reset một lần nữa. 3 giây có nghĩa là khi mình ấn cái nút nguồn, nút công tắc phía dưới này, máy nó sẽ chạy 3 giây rồi nó sẽ tự tắt đó. Rồi thêm mình điều chỉnh đó, máy nó sẽ, chẳng hạn như mình điều chỉnh ở đây mình sẽ điều chỉnh 6 giây đi. 6 giây là khá là cao các bạn, thường thường ít người điều chỉnh 6 giây lắm đó. Mình sẽ thử, nó sẽ chạy 6 giây rồi nó sẽ tự động tắt.
khá là lâu, thường thường ta chỉnh chỉ chỉnh khoảng 2 tới 3 giây. Đó, chỉnh các bạn, cái này là cộng trừ số giây. Rồi các bạn bấm thêm nút reset lần nữa. Tiếp theo là ở đây là số lớp nha các bạn. Ở đây bên hông nó có nút cộng trừ số lớp. Có nghĩa là khi chẳng hạn như các bạn cắt tới lớp số 5, cắt thêm một lớp nữa là lớp số 6. Nhưng mà lớp số 6 thì nó bị lỗi thì ta sẽ trừ đi một lớp. Các bạn cái nút này trừ. Đó. Nó sử dụng khá đơn giản. Còn cắt thì mình sẽ tự cắt thì ta sẽ cầm tay cầm rồi ta đẩy với bình thường. Ở đây mình sẽ thử này. Rất vải. Ở đây ta cầm ta sẽ cần ấn nút và đẩy qua thôi. Các bạn ấn nút